mang tiền triệu cho người chủ già mỗi ngày để trả ơn gây sốt mạng xã hội. Đó là câu chuyện đầy cảm động giữa người phụ nữ tên Võ Thị Ly và một chú khỉ nhỏ. Cùng những chuyến rong ruổi trên khắp các nẻo đường Sài Gòn để bán vé số mưu sinh, hình ảnh của họ dường như không còn xa lạ với những người dân nơi đây, nhưng câu chuyện đằng sau đó thì chưa ai từng tỏ rõ. Mới đây, đoạn clip về chú khỉ và người chủ của mình đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Khoảnh khắc chú khỉ lém lỉnh nhanh nhẩu mời khách mua vé số và những chia sẻ của cô Ly khiến nhiều người cảm thấy vô cùng thích thú và cũng khá xúc động. Chú khỉ được đặt tên là Mai. Hằng ngày, Mai sẽ được chủ mặc cho những bộ quần áo đẹp và bắt đầu hành trình cùng chủ mưu sinh trên khắp các con phố Sài Gòn. Với sắp vé số trên tay, Mai nhiệt tình mời khách mua. Hầu hết mọi người khi thấy chú khỉ nhỏ dễ thương cũng đều ủng hộ. Khi khách mua xong, Mai sẽ lấy tiền đem lại đưa chủ và cầm tiền thối gửi lại cho khách. Đáng yêu hơn cả là thủ tục sau cuối, nó sẽ không quên bắt tay cảm ơn khách trước khi rời đi. Nếu việc khách nào khó tính không bắt tay, Mai sẽ lịch sự cúi chào. Được biết, bà Ly đã nuôi chú khỉ này hơn 16 năm. Tình yêu thương, sự chăm sóc và dạy dỗ của bà Ly đã cảm hóa được loài động vật có tính cách khá ngông này. Chú khỉ rất ngoan và biết nghe lời. Mỗi ngày, nó có thể giúp người chủ già bán được vài trăm tờ vé số. Bà Ly cũng chăm lo cho đứa con của mình chu đáo từng miếng ăn giấc ngủ, như phải ăn trái cây sạch, đau ốm sẽ đi bệnh viện thú y, vệ sinh thân thể sạch sẽ, chích ngừa bệnh tật. Để thu phục được một chú khỉ không phải là chuyện dễ dàng, nhưng bằng tình yêu thương của mình, bà Mai đã làm được điều đó. Động vật cũng có trái tim và biết yêu thương, nên chúng sẽ cảm nhận được những gì con người đã đối đãi với mình. Bạn có thấy chú khỉ này đáng yêu hay không? Chuyện chú khỉ mang tiền triệu cho người chủ già mỗi ngày để trả ơn gây sốt mạng xã hội. Đó là câu chuyện đầy cảm động giữa người phụ nữ tên Võ Thị Ly và một chú khỉ nhỏ. Cùng những chuyến rong ruổi trên khắp các nẻo đường Sài Gòn để bán vé số mưu sinh, hình ảnh của họ dường như không còn xa lạ với những người dân nơi đây, nhưng câu chuyện đằng sau đó thì chưa ai từng tỏ rõ. Mới đây, đoạn clip về chú khỉ và người chủ của mình đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Khoảnh khắc chú khỉ lém lỉnh nhanh nhẩu mời khách mua vé số và những chia sẻ của cô Ly khiến nhiều người cảm thấy vô cùng thích thú và cũng khá xúc động. Chú khỉ được đặt tên là Mai. Hằng ngày, Mai sẽ được chủ mặc cho những bộ quần áo đẹp và bắt đầu hành trình cùng chủ mưu sinh trên khắp các con phố Sài Gòn. Với sắp vé số trên tay, Mai nhiệt tình mời khách mua. Hầu hết mọi người khi thấy chú khỉ nhỏ dễ thương cũng đều ủng hộ. Khi khách mua xong, Mai sẽ lấy tiền đem lại đưa chủ và cầm tiền thối gửi lại cho khách. Đáng yêu hơn cả là thủ tục sau cuối, nó sẽ không quên bắt tay cảm ơn khách trước khi rời đi. Nếu việc khách nào khó tính không bắt tay, Mai sẽ lịch sự cúi chào. Được biết, bà Ly đã nuôi chú khỉ này hơn 16 năm. Tình yêu thương, sự chăm sóc và dạy dỗ của bà Ly đã cảm hóa được loài động vật có tính cách khá ngông này. Chú khỉ rất ngoan và biết nghe lời. Mỗi ngày, nó có thể giúp người chủ già bán được vài trăm tờ vé số. Bà Ly cũng chăm lo cho đứa con của mình chu đáo từng miếng ăn giấc ngủ, như phải ăn trái cây sạch, đau ốm sẽ đi bệnh viện thú y, vệ sinh thân thể sạch sẽ, chích ngừa bệnh tật. Để thu phục được một chú khỉ không phải là chuyện dễ dàng, nhưng bằng tình yêu thương của mình, bà Mai đã làm được điều đó. Động vật cũng có trái tim và biết yêu thương, nên chúng sẽ cảm nhận được những gì con người đã đối đãi với mình. Bạn có thấy chú khỉ này đáng yêu hay không?
bắt tôi đi làm cái số. Cái này là vui chơi văn nghệ thôi mà. Ai bây giờ dân đang nghỉ con nha. Chuyện đầy cảm động giữa người phụ nữ tên Võ Thị Ly và một chú khỉ nhỏ. Cùng những chuyến rong ruổi trên khắp các nẻo đường Sài Gòn để bán vé số mưu sinh, hình ảnh của họ dường như không còn xa lạ với những người dân nơi đây, nhưng câu chuyện đằng sau đó thì chưa ai từng tỏ rõ. Mới đây, đoạn clip về chú khỉ và người chủ của mình đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Khoảnh khắc chú khỉ lém lỉnh nhanh nhẩu mời khách mua vé số và những chia sẻ của cô Ly khiến nhiều người cảm thấy vô cùng thích thú và cũng khá xúc động. Chú khỉ được đặt tên là Mai. Hằng ngày, Mai sẽ được chủ mặc cho những bộ quần áo đẹp và bắt đầu hành trình cùng chủ mưu sinh trên khắp các con phố Sài Gòn. Với sắp vé số trên tay, Mai nhiệt tình mời khách mua. Hầu hết mọi người khi thấy chú khỉ nhỏ dễ thương cũng đều ủng hộ. Khi khách mua xong, Mai sẽ lấy tiền đem lại đưa chủ và cầm tiền thối gửi lại cho khách. Đáng yêu hơn cả là thủ tục sau cuối, nó sẽ không quên bắt tay cảm ơn khách trước khi rời đi. Nếu việc khách nào khó tính không bắt tay, Mai sẽ lịch sự cúi chào. Được biết, bà Ly đã nuôi chú khỉ này hơn 16 năm. Tình yêu thương, sự chăm sóc và dạy dỗ của bà Ly đã cảm hóa được loài động vật có tính cách khá ngông này. Chú khỉ rất ngoan và biết nghe lời. Mỗi ngày, nó có thể giúp người chủ già bán được vài trăm tờ vé số. Bà Ly cũng chăm lo cho đứa con của mình chu đáo từng miếng ăn giấc ngủ, như phải ăn trái cây sạch, đau ốm sẽ đi bệnh viện thú y, vệ sinh thân thể sạch sẽ, chích ngừa bệnh tật. Để thu phục được một chú khỉ không phải là chuyện dễ dàng, nhưng bằng tình yêu thương của mình, bà Mai đã làm được điều đó. Động vật cũng có trái tim và biết yêu thương, nên chúng sẽ cảm nhận được những gì con người đã đối đãi với mình. Bạn có thấy chú khỉ này đáng yêu hay không?